Hi, xin chào tất cả các chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bardo Episode. Thì ở đây là một cái cuốn kinh, cuốn sách kinh. Thì tuy nhiên đây là một cái cuốn cho tô người ta đã khô lại rồi. Tuy nhiên các chị các bạn thấy là đây nè, tức là người ta sẽ khô ra, nó chia cái cuốn này ra thành 5 phần và người ta sẽ may chỉ, ha, người ta sẽ may chỉ lại. Thì làm cái này thì đòi hỏi đây là may chỉ nè. Thì làm theo cách này đòi hỏi thì phô rất là làm xong rất là nhọc công à. Thì nếu mà cái này ở số lượng lớn thì gửi vào những cái công ty inox set mà nên liên kết để người ta làm thì nó sẽ có cái máy khâu nó sẽ nhanh hơn. Còn cái này thì nó có, nếu mà phô ít á, nếu mà khách hàng muốn làm cái này thì cái giá thành nó rất là cao, tại vì công của mình làm rất là nhiều, là tốn thời gian nên cái đó giá thành rất là cao. Còn nếu mà tất cả các anh chị khi mà đóng á, khi mà đóng gắn bình thường như vậy, khi mình đóng mình gắn gáy á, thì nó sẽ đem ra cái hiện tượng, tức là khi mà mình lật cái sách kinh người ta lật, người ta đọc nó không được thẳng như thế này nè, do đó là nó sẽ không làm được. Thì ở đó, ở cái cuốn này mình sẽ phô theo cái kiểu sổ hộ khẩu. Thì phô tô sử dụng sổ hộ khẩu nó cũng có hai dạng. Một dạng là có thể là chúng ta phô chụp theo đúng như kiểu hộ khẩu, chúng ta chụp, chúng ta lật cho nó hết thì thôi. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ lấy một cái điểm tờ, một cái điểm, một cái khung chụp này thôi, rồi sau đó nó máy nó xếp lại giống như sổ hộ khẩu. Và ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị, đây là cái cách của mình làm ha. Còn nếu mà tất cả các anh chị nào mà có những kỹ thuật cao hơn hoặc là có cách phô nhanh hơn, đẹp hơn thì các anh chị hãy để dưới phần bình luận hoặc các anh chị ra những cái video để chia sẻ cho mọi người học hỏi ha. Còn đây là cái cách của mình làm, theo cái khả năng mình biết mình làm sao mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các anh chị ha. Rồi bây giờ nếu mà cái cách thứ nhất các anh chị làm mà phô tô sổ hộ khẩu á ha, cái cách thứ nhất để các anh chị phô cái này giống như sổ hộ khẩu thì các anh chị vào trong cái double size series ha, các anh chị chọn vào trong cái phần series book, sau đó các anh chị chọn vào book tức là sách này, rồi các anh chị chọn vào hai size manager đúng không. Rồi chúng ta sẽ chọn như thế này. Thì khi mà các anh chị chụp thì các anh chị, đối với mà khi mà các anh chị chụp cái này là chúng ta chụp ở trên khổ giấy ngang. Thì giấy ngang thì đây là trong cái khung chụp của ta nè, đây nè, trong khung chụp, tức là từ đây đến đây là A5, là khung chụp của khổ giấy ngang tới đây ha, giấy ngang tới đây, đây là khung chụp của A5 ha. Đây các anh chị sẽ hình dung như thế này khi mà chụp này. Các anh chị để đầu tiên ha, các anh chị chụp ở phần này, rồi sau đó các anh chị lật thế này, rồi các anh chị để qua đây các anh chị chụp ha, lật xuống chụp, rồi sau đó các anh chị đưa qua đây các anh chị chụp. Đó là chụp theo cái cách theo cái sổ hộ khẩu mà mình, đối với những cái cuốn sách mỏng thì mình sẽ chụp như thế đó, thì nó mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn cho tất cả các anh chị. Còn ở đây các anh chị sẽ biết là đây là cái cuốn sách rất là dày ha, đây cuốn sách rất là dày thì nó tới 152 trang. Mà nếu các anh chị chụp theo cuốn sổ hộ khẩu thì nó sẽ rất là mệt ha, rất là mệt. Do đó nhiều lúc mà các anh chị không nhớ, các anh chị lật thì có thể là sự lúc nó quên, nó sót trang. Do đó mình sẽ sử dụng cái cách thứ hai. Đây là cách thứ hai thì các anh chị sẽ vào trong cái double size luôn ha, các anh chị cũng vào trong cái book. Rồi các anh chị vào trong book thì đây là các anh chị, mình đây sẽ chọn một size thôi, một size ra mannequin ha. Đây mình chọn một size ra mannequin, mình chọn vào đây. Rồi mình bấm ok ha, mình bấm ok luôn. Đây mình chọn full size. Ở đây á, mình đang chọn là cổ A4 ngang, thì do đó mình sẽ chọn ở cái khay lấy giấy chụp là khay 2. Rồi về phần đặt trên sổ thì đây là cái tờ bì đầu tiên mà mình muốn chụp, thì mình sẽ đưa nó vào trong đây. Thì các anh chị nên nhớ đây là trong cái khung nè, khung A5, các anh chị thấy đây khung A5 chưa? Các anh chị thấy khung A5 đây thì nó sẽ đối chiếu xuống đây, và nó đối chiếu ngang qua đây. Tại vì A4 thì mình sẽ chụp một nửa thì nó sẽ xếp một nửa, thì A4 nó từ đây là đến đây là nó là cổ A4 với ngang nè ha, các anh chị hình dung. Còn đây là cái khổ A từ dọc ha, các anh chị dùng vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ lật cái nắp này xuống, và các anh chị bấm start ha, bấm start. Rồi tiếp đến các anh chị lật ra, các anh chị lật ra thế này nè. Rồi các anh chị cũng để ngay chỗ cái khung ban đầu luôn, tức là cái khung làm việc của chúng ta là cái khung từ cái mép này đến cái mép này, và chúng ta sẽ giới hạn trong cái khung đó thôi, chúng ta không có đặt lọt ra cái khung như thế này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ up xuống, chúng ta lật cái thứ hai, và cứ thế như vậy các anh chị sẽ lật cho hết cuốn sách luôn. Đó.
cứ đặt cái vở A5 ngay trong cái vùng làm việc của chúng ta, là chúng ta sẽ chụp cho nó hết. Đấy, rất là mau. Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta muốn kết thúc cái chương trình lệnh thì chúng ta nhấn Enter. Sau khi mà các anh chị chụp ra rồi thì các anh chị sẽ gấp lại sách. Thì khi mà chụp như vậy thì nó sẽ ra cái dạng sách đóng ghim giữa thế này. Chồng mình sẽ đóng hai ghim giữa thế này, mình làm cái bìa. Thì các anh chị sẽ đây sẽ thấy là cái trang 1 nè, trang đầu tiên là trang 2 nè, qua trang 3, trang 4, trang 5. Tại cái này là mình đang kết thúc, mình làm demo cho tất cả các anh chị nên mình chỉ chụp một vài trang thôi để cho tất cả các anh chị hình dung. Thì khi mà các anh chị cứ lật như thế này nè, lật cho nó hết cái cuốn từ cái hết cái cuốn tài liệu này thì chúng ta bấm Enter thì nó sẽ ra một cái cuốn đóng ghim giữa từ cái cuốn này, từ cái cuốn đóng này mình sẽ chuyển ra thành đóng ghim giữa cho khách hàng. Tại vì cái cuốn kinh là chúng ta nên nhớ là các anh chị nên lưu ý một số điều. Chúng ta chụp kinh là chúng ta phải chụp cho rõ ràng. Cái thứ hai là chúng ta chụp làm sao mà khi người ta lật ra ta đọc thì nó sẽ cái cuốn kinh nó sẽ dễ dàng lật. Chứ không lẽ cuốn kinh mà đọc ví dụ như người ta đang tụng kinh đi mà các anh chị lật như vậy thì các anh chị nếu nó dày thì nó sẽ đâu nó không có cái địa thế nào để giúp nó giữ cái cuốn sách cho người ta đọc cho nó trôi chảy hết. Do đó thì đây là cái cách của mình để mà làm ra một cuốn khi nhận photo một cái cuốn kinh như thế này cho khách hàng, để mình chuyển lại cái cuốn sách đóng ghim giữa cho khách hàng để cho khách hàng dễ đọc. Rồi đó là một chút cái kinh nghiệm chụp xử lý tài liệu chụp thì mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị nào, các bạn nào có những kỹ thuật cao hơn như nãy lúc đầu mình nói thì các anh chị hãy để lại bình luận để cho mọi người cùng học hỏi. Mục đích của chúng ta làm video ra, mục đích của mình làm video ra là muốn chia sẻ những cái gì mình biết và muốn học lại những cái gì hay từ tất cả các anh chị. Ở đây không phải là mình nói là mình là một trong những người giống như là sầm sỏi chụp, và vì mỗi người nó có mỗi cái cách chụp khác nhau, làm sao cảm thấy thoải mái cho mình chụp và mình cảm thấy mình chụp cái đó nó vừa đẹp vừa ưng ý của mình thì mình áp dụng và mình làm. Thì trên đây có nhiều cách để chụp, nhưng mỗi người sẽ có một cái cách chụp khác nhau. Do đó là mình muốn tất cả các chị cứ để bình luận ở phía dưới để mọi người còn hỏi ha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị mới vào nghề có những cái cách xử lý tài liệu tốt hơn. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Panu Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển ha. Và đừng quên bấm like, share để cho mọi người cùng theo dõi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.